Ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ chết thảm trong phòng trọ. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 9, giữa nam thanh niên với bạn gái là NKD, sinh năm 2009, xảy ra mâu thuẫn tại phòng trọ ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên. Đối tượng sau đó đã ra tay sát hại D. Một số nhân chứng cho biết hai người có tình cảm với nhau, do ghen tuông nên mới xảy ra mâu thuẫn. Sau đó em D bị nam thanh niên chém nhiều nhát trên cơ thể. Sau khi giết người, nghi phạm còn ôm bình ga cố thủ trong phòng trọ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Tân Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi lực lượng công an đến hiện trường để xử lý, đối tượng này đã xả bịch ga châm lửa đốt phòng trọ. Lực lượng chức năng đã dùng bình chữa cháy phun vào phòng trọ, buộc nghi phạm phải tự mở cửa. Ngay sau đó, công an đã khống chế đưa nghi phạm giết người về trụ sở để lấy lời khai. Do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, danh tính nghi phạm và nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.